Học cách kiếm tiền với TikTok, các bạn có quan tâm về chủ đề này không ạ? Trong video ngày hôm nay, Sơn sẽ chia sẻ cho các bạn về cái chủ đề làm như thế nào để bạn có thể gia tăng được thêm cái thu nhập của mình từ online tại nhà, và các bạn có thể là kiếm được tiền với cái việc mà bạn xây dựng và làm video trên TikTok. Đây sẽ là một cái video mà Sơn đã chia sẻ rất là chi tiết và từ A đến Z, từng bước một để cho các bạn có thể làm theo được. Video này sẽ rất là phù hợp cho những bạn đang muốn kiếm được tiền online tại nhà, đang muốn có được một công việc làm thêm vào những thời gian nhàn rỗi. Và nếu như các bạn đang có một cái kênh TikTok hoặc là chưa có thì bạn vẫn có thể phù hợp được. Và nếu như bạn đang có một cái kênh TikTok rồi thì đây cũng là một cái yếu tố rất là tốt. Thì thời gian gần đây Sơn cũng bắt đầu Sơn nghiên cứu thêm một cái dự án kiếm tiền mới, nó có tên là Timebucks. Nếu như các bạn lần đầu tiên quay tới cái video trên kênh YouTube của Sơn thì các bạn có thể vào trong kênh video mà các bạn đã chọn vào mục danh sách phát ở đây. Sau đó các bạn đã chọn là xem từng cái danh sách phát cho mỗi chiến dịch một, mỗi một dự án một. Giả sử bây giờ Sơn đang nói về dự án Timebucks thì đây là một lần đầu tiên bạn đã tới cái kênh của Sơn, thì bạn chọn vào cái mục xem toàn bộ danh sách phát thì nó sẽ ra tất cả những video mà Sơn đã nói trước đó để cho các bạn không bị bỡ ngỡ. Thì trong video ngày hôm nay Sơn đã chia sẻ cho các bạn phần 1 về kiếm tiền với TikTok, bởi vì Sơn nghĩ rằng là trong cái phần này nó sẽ là khá là dài, không? Và có nhiều bạn cũng hỏi là kiếm tiền online tại nhà thì nó có thật hay không, thì Sơn xin là dùng cái uy tín của Sơn đó để chia sẻ với các bạn, đó là kiếm tiền online tại nhà là hoàn toàn có thật. Và kiếm tiền TikTok cũng vậy, thời gian gần đây cũng có nhiều người đã đặt ra câu hỏi, và sau đó Sơn đã dành ra nhiều cái thời gian công sức để mình nghiên cứu về cái lĩnh vực này. Thì nếu như bây giờ các bạn đã chưa có cái tài khoản đó là Timebucks thì các bạn có thể là bấm vào đường link mô tả phía bên dưới video, Sơn đã để lại cái thông tin để bạn đã đăng ký một cái tài khoản sau cái video này kết thúc. Sau đó thì các bạn đăng ký tài khoản và xác thực thông tin xong thành công hết thì các bạn có thể chọn vào mục earn ở đây. Như cái video lần trước Sơn đã chia sẻ với các bạn đó là về 12 cách để kiếm tiền với Timebucks. Tuy nhiên ngày hôm nay Sơn đã chỉ chia sẻ chi tiết và chuyên sâu một cách một thôi, đó là kiếm tiền với TikTok. Thì sau khi mà các bạn đã chọn vào mục earn rồi thì các bạn đã chọn vào cái phần là TikTok ở đây. Thì hiện tại là cái Timebucks này nó có tại Việt Nam nó khá là lâu rồi, đâu đó cũng khoảng từ năm 2014 tới bây giờ là tới điểm hiện tại là 6 năm đúng không ạ? Tuy nhiên rằng là cũng chưa có nhiều người kiếm được nhiều tiền với nó, và tới thời điểm hiện tại thì nó mới ra một cái dự án con ở trong này, đó là các bạn có thể kiếm được tiền với cái nền tảng là TikTok. Thì đây là cái kênh TikTok của Sơn đi, và Sơn cũng xây dựng nó lên từ con số 0. Còn giả sử đi, cũng Sơn cũng biết được rằng có rất là nhiều bạn nó hot girl, hoặc đó là các bạn có cái khả năng của mình diễn xuất trước ống kính video, các bạn đó có những kênh TikTok lên hàng trăm nghìn, 200 nghìn, thậm chí là 1 triệu follow. Thì Sơn đã từng thấy rất là nhiều bạn có 1-2 triệu follow và tận dụng cái kênh TikTok của mình để mình có thể kiếm thêm thu nhập, nguồn thu nhập đó có khoảng là có thể là 500-600 đô la một tuần, hoặc cũng có thể cao hơn, đó là 1.000-2.000 đô la một tuần. Thì các bạn có muốn học cái kỹ năng này không ạ? Đó, thì đây cũng là kênh TikTok của Sơn nhé. Thì Sơn nó thường xuyên nó chia sẻ những cái thông tin hữu ích về kiếm tiền online. Đó, thì tới điểm hiện tại đâu đó Sơn nó chia sẻ tới 7 cách rồi, 7 cách về kiếm được tiền online. Thì các bạn có thể follow trên này để các bạn xem thêm cái kênh TikTok của Sơn, đó là Nguyễn Tùng Sơn. Đó, thì bây giờ là làm sao chúng ta tận dụng được cái kênh TikTok của chúng ta kiếm được tiền đây. Sau khi mà các bạn đăng ký thành công xong thì các bạn vào trong cái phần là Pay Setup này cho Sơn. Bây giờ các bạn đọc theo dưới này, thì trong đây nó hướng dẫn cho bạn đầy đủ hết tất cả về cái cách để các bạn có thể liên kết được tài khoản TikTok với tài khoản Timebucks để bạn có thể kiếm được tiền. Thì bây giờ cái nguyên lý kiếm tiền nó như nào, bây giờ Sơn sẽ giải thích cho bạn Sơn nét nhé. Bây giờ khi mà các bạn đã làm video trên TikTok ở đây, bạn làm video trên TikTok thì có phải là bạn sẽ được một cái số lượng lượt xem rất là lớn đúng không ạ? Lượt xem rất là lớn, và bên cạnh đó thì cái lượt xem đó chính là những cái người dùng thật. Thì bây giờ là TikTok hiện tại họ vẫn chưa có cái chính sách là chúng ta có thể kiếm được tiền từ quảng cáo. Thì cái Timebucks này nó là một cái đại diện trung gian, nó đứng ra, không? Và bây giờ nó sẽ liên kết giữa nhà quảng cáo, và liên kết với những người đang có tài khoản TikTok lớn. Thì họ liên kết lại với nhau. Và ví dụ như bây giờ cái người mà họ có nhu cầu để quảng cáo thì họ không có biết để tìm ai ở trên TikTok để họ liên hệ hết, thì bây giờ họ sẽ nhờ Timebucks. Timebucks chính là cái bên thứ ba, họ bên trung gian, họ làm việc với cả TikToker, với cả nhà cần quảng cáo sản phẩm. Đó, thì bây giờ là họ liên kết lại với nhau và tạo ra một cái sân chơi cho chúng ta có thể kiếm được tiền từ đây. Đúng không? Các bạn có hình dung được cái cách làm không ạ? Nó rất là đơn giản đúng không? Thì cái cách này nó cũng quá quen thuộc rồi. Nếu như các bạn đã biết tới ứng dụng GoLive thì nó cũng hoạt động tương tự như vậy.
Nó liên kết giữa người chơi Facebook và Instagram và kết nối với những người đang có nhu cầu về đặt quảng cáo về dịch vụ Facebook và Instagram để tăng follow, tăng lượt like, tăng comment, tăng tương tác Facebook. Ok, các bạn hình dung đúng không ạ? Thì Sơn đã chia sẻ với các bạn như vậy để các bạn dễ hình dung nhé. Rồi, thì cái đặt quảng cáo đâu? Nó ở trong cái phần là Advertise. Bây giờ Sơn sẽ dịch sang tiếng Việt này cho các bạn dễ hình dung này. Trong cái phần Advertise này thì đây chính là cái nơi mà nhà quảng cáo họ sẽ làm việc ở đây. Họ sẽ làm việc ở đây và họ sẽ có thể là họ sẽ nạp tiền vào được này. Họ nạp tiền vào để quảng cáo. Và bên cạnh đó thì họ sẽ đăng ký những cái chiến dịch để họ quảng cáo. Thì sau khi mà các bạn đã tạo ra cái tài khoản và liên kết tài khoản TikTok với cả Timebucks này rồi thì sau này các bạn đã có sẽ có những cái nhiệm vụ ở đây, sẽ có những cái chiến dịch, bây giờ Sơn nói là chiến dịch hay còn gọi là campaign. Trong những chiến dịch này thì nó sẽ tùy thuộc vào cái mức tiền vào cái mức tiền và cũng như là cái độ lớn của tài khoản của bạn. Tài khoản của bạn nó càng có nhiều follow và càng uy tín bao nhiêu thì cái số tiền mà bạn kiếm được trên một cái chiến dịch của họ càng nhiều. Có những cái tài khoản nhỏ các bạn chỉ kiếm được 1, 2, 3 đô la trên một lần các bạn đã làm thôi. Nhưng nếu như tài khoản lớn thì có thể là khả năng cao là bạn sẽ được 5 đô, 10 đô trên một lần như vậy. Và cứ một tuần như thế thì cũng có những cái tài khoản nó xuất hiện rất là nhiều những chiến dịch và rất là nhiều những dự án con ở trong đấy. Thì bạn hoàn toàn có thể kiếm được 5, 600 đô. Thậm chí cũng có một vài bạn đã sơn cái kết quả là họ đã kiếm được 3.000 đô trong một tuần các bạn. 3.000 đô trong một tuần. Nhưng đây là cái tài khoản lớn nhá. Đó thì nếu như bạn quan tâm về cái cách kiếm được tiền với nó như nào á thì bạn nó có thể là quay lại cái video 12 cách kiếm tiền với Thumbbuck này thì Sơn nói rất là kỹ về cái nguyên lý kiếm được tiền của nó. Ok. Thì trong video này là Sơn nói là phần 1 kiếm tiền với TikTok. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ kéo xuống dưới này các bạn. Sau khi mà các bạn đăng ký tài khoản này á, thì các bạn sẽ được Thumbbuck tặng cho các bạn 1 đô la nhá. Tặng 1 đô la cho các bạn này. Và bây giờ cách liên kết làm sao? Đầu tiên, nếu như các bạn chưa có TikTok thì các bạn có thể tải ứng dụng. Đó, bây giờ các bạn có thể tải ứng dụng TikTok về cái điện thoại của bạn trên Android hoặc là iOS. Đó. Sau đó tiếp theo bạn tạo ra một cái tài khoản mới bằng email hoặc là điện thoại di động của bạn và bạn chọn ra một cái chủ đề để cái tài khoản của bạn xây dựng, phát triển lên. Rồi sau đó này, bạn hãy thêm ảnh đại diện và cái tiểu sử vào. Tiểu sử ở đây thì nó là cái phần này này. Phần tiểu sử ở đây, chút nữa Sơn sẽ có phần demo ở trên điện thoại di động cá nhân của Sơn ấy, cho các bạn dễ hình dung. Đây là cái tên của các bạn này, đây là cái user này, và đây là phần tiểu sử hay người ta gọi là bio, chữ B-I-O, bio, đúng không ạ? Đó để chúng ta hiểu về cái thuật ngữ của nó. Và đây là một vài những chủ đề mà các bạn có thể xây dựng. Ca hát, nếu như các bạn thích nhảy, thích múa, ca hát, các bạn có thể làm hài kịch, làm chủ đề vui vẻ, làm chủ đề phong cách sống sang trọng, du lịch sang trọng, hoặc là thời trang nam, thời trang nữ, make up, làm đẹp, người mẫu, thể hình, fitness, game, đồ ăn, ô tô, sport, bất kỳ, everything, tất cả mọi thứ, lĩnh vực nào bạn có thể làm được. Rồi, sau đó tới cái phần số 3 này, các bạn đã chỉnh sửa cái tiểu sử của mình. Thì đây là cái câu hỏi là tại sao em không có kết nối được với cả TikTok. Thì ở đây có nghĩa là sẽ có một cái phần, đó là bạn đã chỉnh sửa cái tiểu sử của bạn và đặt 4 cái số này ở bất kỳ đâu ở trong đó. Để chúng tôi có thể là xác minh được thì cái số này là số của Sơn nhé. Và cứ mỗi một tài khoản sẽ có một cái số khác nhau, sẽ có 4 số khác nhau đúng không ạ? Thì đây là cái số của Sơn này. Thì sửa ở đâu? Nó sửa trong cái phần bio đây. Sửa trong phần bio hay còn gọi là tiểu sử đúng không ạ? Sửa trong phần tiểu sử, bạn có thể sửa trong bất kỳ chỗ nào đó, thêm chèn nó vào 4 cái số đó. Rồi thì đó là bước số 3. Sau đó bước số 4, bạn hãy bấm vào đây và các bạn hãy chọn cho mình một cái danh mục, cái chủ đề mà bạn muốn xây dựng. Thì cái kênh của Sơn á, là chủ đề về giáo dục. Thì giả sử đây này, nó xem có giáo dục không? Giáo dục. Hoặc là công nghệ cũng được. Chủ đề của Sơn là công nghệ hoặc là giáo dục. Thì nếu mà không có giáo dục thì Sơn đã chọn là công nghệ, đúng không ạ? Chứ công nghệ ở đây. Sau đó là Sơn sẽ nhập tên người dùng. Thì các bạn nhớ này, nó có 3 cái thuật ngữ, đúng không ạ? Có 3 thuật ngữ. Đây là tên. Sau cái A còng này, đó là tên người dùng. Và đây là tiểu sử, thì có nghĩa là họ yêu cầu mình nhập tên người dùng này. Thì mình sẽ copy cái tên người dùng, mình dán vào đây. Sau đó thì mình sẽ gửi xác minh để thiết lập trang. Rồi các bạn có hình dung được không ạ? Thì các bạn hãy làm theo cái hướng dẫn của Sơn đi. Sơn tin chắc rằng cái này nó rất là easy cho các bạn để các bạn có thể liên kết được với tài khoản rồi. Thì sau khi mà các bạn đã liên kết được thành công và được Thumbbuck họ xét duyệt, thì các bạn có thể chọn vào mục bài đăng ở đây. Thì nó sẽ sổ ra rất là nhiều những cái nhiệm vụ cho các bạn, rất là nhiều những nhiệm vụ, rất là nhiều những chiến dịch
Thì những chiến dịch đó là cái gì? Trong video sau Sơn sẽ chia sẻ chi tiết cho các bạn. Nhưng ở đây có thể là các bạn có thể dùng được, ví dụ là những chiến dịch là các bạn sẽ duet với một cái người nào đó. Đó, mà các bạn có thể chọn được chiến dịch nhá. Các bạn có thể duet đó, hay là duet nó, hay là còn gọi là reaction, nó giống như vậy, reaction. Giống như các bạn thấy được rằng một vài người họ reaction ở trên TikTok á, trên YouTube á, họ về một cái video nào đó của một người nhất định. Giả sử đi Sơn Tùng MTP vừa mới ra một video MV, một clip mới, họ reaction. Đó, hoặc là Jack đúng không? Ra một MV mới thì có rất là nhiều người reaction theo. Thì cái duet nó giống như một cái hình thức các bạn reaction lại cái video của người khác, đúng không ạ? Ok. Rồi thì bây giờ Sơn nó chia sẻ show cho các bạn một vài cái mà các bạn thấy rất là tuyệt vời ở đây. Đó là các bạn có thể chọn vào cái mục. Đây nhé, Sơn sẽ chọn tiếng Anh đi để cho nó dễ hình dung này. Liên tục mình thay đổi cả tiếng Anh cả tiếng Việt để cho mình dễ nhìn thấy được cái ngôn ngữ chính xác nhất. Đây các bạn đã chọn một cái phần là top 5 leader này, bạn bấm Vimeo cho Sơn nhé. Thì bây giờ cái câu hỏi là cái này có kiếm được tiền hay không? Có kiếm được tiền hay không? Thì bây giờ này các bạn có thể chọn những cái người nào mà họ đang xuất hiện ở đây này, các bạn sẽ nhìn thấy. Đó, giả sử bây giờ Sơn đang coi những cái người mà đang kiếm tiền được trong cái ngày hôm nay đi. Trong ngày hôm nay đi. Thì xem nó có điều gì xảy ra nhé các bạn, rất tuyệt vời. Đây, anh chàng này làm được 4 tháng và hiện tại quốc gia của anh ấy đang ở là Mỹ. United States America. Và anh ấy kiếm được số tiền tổng là 566 đô, tương đương là 13 triệu. Ok không các bạn? Thì đó là cái bằng chứng. Và đây này, nó sẽ hiện ra tất cả những cái nhiệm vụ mà anh đã làm trong quá khứ. Ví dụ như anh đã làm rất là nhiều khảo sát 0,2 đô, 0,6 đô. Đó, thậm chí cũng có những khảo sát là 1,7 đô nữa. Cách đây 3 giờ, đó thì liên tục nó hiện ra rất là chi tiết là như vậy. Rồi, một anh chàng thứ hai. Bạn này á làm được 1 năm, đang ở bên Australia. Có lẽ là không có hay làm cho lắm. Có thể là cái tài khoản lập rất lâu rồi nhưng mà ít làm chẳng hạn. Đây này, cách đây 8 ngày, cách đây 27 ngày. Đó, lâu lâu ông này cũng chọc vào ông làm một tí. Đúng không? Các bạn nhìn này, có cái offer bạn này bạn được 20 đô. Khủng khiếp không? Làm một cái offer thôi mà được 20 đô. Rất tuyệt vời luôn. Đấy, các bạn hình dung đó, rất tuyệt vời. Rồi, một bạn khác này, bạn này làm được 4 tháng này. Bạn ấy sống ở, sinh sống ở Canada. Thì bạn này cũng làm đều này, cách đây 5 tiếng, 6 tiếng, 2 ngày, 3 ngày. Đó thì tổng số tiền bạn ấy kiếm được là 198 đô. Rồi một bạn khác này, bạn này làm được 5 tháng và bạn được 519 đô. Bạn này 8 tháng được 252 đô, nhưng mình nghĩ rằng mấy bạn này chỉ là mấy bạn bình thường thôi. Đây này, bây giờ mình sẽ chọn vào cái ngày hôm qua. Rồi xong sau đó thì mình sẽ xem thử xem những người này họ kiếm được khá hơn không. Giả sử ông này có avatar đi, những cái ông mà không có avatar nhiều khi ông ấy không có xác thực cái danh tính. Đây, các bạn nhìn này, các bạn này làm được 11 tháng và số tiền bạn kiếm được là 4.700 đô. Là 109 triệu đó các bạn. Thì trung bình có phải là một tháng bạn ấy kiếm được 25 triệu, đúng không? Rồi một bạn khác này, 2 tháng được 567 đô. Rồi cái bác này, 3 tháng được 1.000 đô. Thì đó là một số những cái bằng chứng mà các bạn có thể nhìn thấy được. Và cái này nó sẽ xếp hạng và nó trả theo hàng ngày các bạn. Nó xếp hạng, nó trả. Và bây giờ các bạn, Sơn đang được 16 đô này, có nghĩa là Sơn đủ cái min rút rồi. Thì bây giờ nó yêu cầu Sơn phải xác thực danh tính. Bấm vào đây. Sau đó thì nó yêu cầu Sơn á, có 3 điều. Thứ nhất là Sơn sẽ selfie một cái tấm ảnh. Đây, Sơn dịch cho các bạn coi nhé. Sơn nó sẽ selfie một tấm ảnh và sau đó là gửi với cả Thumbbuck. Số 2 đó là Sơn nó sẽ tải lên cái ID. ID đây các bạn hình dung đó là cái chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe hoặc là hộ chiếu hoặc là thẻ sinh viên. Thẻ sinh viên vẫn được nhá. Rồi và sau đó là các bạn sẽ gửi cái đường link Facebook cá nhân của bạn và bấm vào nộp cho họ xong. Thì sau đó là các bạn có thể rút được tiền. Thì trong video sau Sơn sẽ hướng dẫn cho các bạn chi tiết hơn về cái cách rút được tiền. Thì chắc video này Sơn sẽ dừng ở đây. Đó là video phần 1 về kiếm tiền với TikTok. Bất kỳ câu hỏi gì comment phía bên dưới video, Sơn sẽ hỗ trợ cho các bạn. Và các bạn thêm một cái nữa đi. Ở đây này các bạn có hỏi Sơn là lấy đường link affiliate ở đâu. Thì các bạn chọn vào đây, bấm mục menu này, các bạn đã chọn vào phần thu thập thư giới thiệu. Đây, các bạn đã chọn vào referral earning. Các bạn kéo nhẹ xuống dưới rồi các bạn sẽ thấy được đây là đường link tiếp thị liên kết của các bạn này, để Sơn tải lại trang nhé. Các bạn sẽ thấy được link tiếp thị liên kết của bạn mà bấm copy. Thì khi mà các bạn dán ra thì nó sẽ là cái đường link của bạn. Bạn nên rút gọn nó đi bằng đường link bit.ly. Rồi bạn kéo xuống dưới, bạn sẽ nhìn thấy được số lượng người phía bên dưới của bạn và một cái bí mật mà các bạn có thể kiếm được tiền nhiều. Nếu như bạn chưa có sở hữu một kênh TikTok lớn thì bạn vẫn có thể kết nối với những người bạn đang có một kênh TikTok lớn rồi.
Sau đó bạn đã chat với họ, nói chuyện với họ để hướng dẫn họ cách để họ kiếm được tiền với tham bốc. Thì khi mà bạn đã giới thiệu họ thì bạn cũng có được cái nguồn thu nhập rất là tốt nha, là bạn sẽ được 15% trên cái số tiền họ kiếm được. Giả sử đi họ kiếm được 100 đô thì bạn được 15 đô, nó không có nhiều đâu, nhưng mà đây là cái công sức mà bạn đã giới thiệu cho họ để họ biết được cái nền tảng này, đúng không ạ? Rồi thì cái video này Sơn sẽ kết thúc tại đây. Bất kỳ câu hỏi nào các bạn đang quan tâm về thăm bốc, hãy comment phía bên dưới video này và Sơn nó sẽ có những cái hướng dẫn rất chi tiết dành tặng tới cho các bạn trong những cái phần tiếp theo. Và đây sẽ là một cái series rất là dài tập để làm sao đó mục tiêu của chúng ta kiếm được mỗi người 1.000 đô, 2.000 đô thu nhập một tháng. Còn nếu như mà ai giỏi hơn, tuyệt vời hơn, các bạn có thể đặt mục tiêu 5.000 đô, 10.000 đô, ok. Và trong cái kênh YouTube của Sơn thì cũng có rất là nhiều những cái dự án khác mà Sơn đã từng review. Thì các bạn có bất kỳ sự mong muốn nào về kiếm tiền online tại nhà và uy tín thì các bạn follow kênh YouTube của Sơn. Ví dụ như là kiếm tiền với Ray, kiếm tiền với sàn VNDC, kiếm tiền với Tamodo, kiếm tiền với Clickbank hay là kiếm tiền với Coinbase, thì tất cả everything nó đã có đầy đủ hết ở đây rồi. Và những cái cách làm sau đó để các bạn tuyển được referral một cách siêu hiệu quả để kiếm được 100 triệu mỗi tháng thì có được hết ở đây. Các bạn bấm vào follow kênh YouTube của Sơn đó và theo dõi. Bên cạnh đó thì Sơn có một cái group, đây group nhóm thì hiện tại là gần 20.000 thành viên rồi đó. Duyệt nó khoảng 200 người này vào là được 20.000 thành viên. Thì trong group ở đây thì mình luôn có những cái thông tin giá trị hấp dẫn. Các bạn follow Facebook của Sơn để được add vào trong đây. Rồi, thì chúc các bạn thành công nhá. Nhớ có câu hỏi gì các bạn comment bên dưới video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Và xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye các bạn.